Yokohama. Đi đường trường thì mình cho mềm mềm chút đúng không? Dạ, với một mình nào á. Ờ, ok. Ở đây thì nó có đồ đo với bơm ngoài đường, nó đâu có đồ bo đâu. Trời ơi, bơm mấy lần mà nó không ra hết hơi hả? Dạ. Tại vì nhỏ đây mà cân mâm thì cân cái máy nào? Máy đó. Quay cái này xong đưa lên YouTube quảng cáo cho Milin ở Tây Ninh luôn. Dạ. Làm YouTube nè. Ừ, có một cái kênh. Dạ. Có một cái kênh. Làm nghe nói làm YouTube có này. Ừ thì nếu mà có quảng cáo thì có. Rồi Yokohama. Sau 25.000 cây, khoảng 2 năm 4 tháng á, bây giờ thay á. Cũng cán đinh rồi không biết bao nhiêu lần. Đúng rồi, tùy em mình chạy cán đinh nhiều hơn á. Vậy sao? Cán đinh thử. Nào. Chát mỡ hả? Đây là sáp. Bôi trơn á. Để cho nó không bị tét luôn. Không phải, vô cho nó nhẹ với hai nữa, nó làm kính hơi. Ồ, ok. Kính hơi ok. Vô nó không có bị chằn, bị dắt rồi. Bây giờ có máy hết làm sướng. Hồi xưa mấy ông kia thấy nại nhìn. Wow. Quá nhanh, quá nguy hiểm luôn.
Trên video đó là có mấy ông, mấy em mà bận đồ bikini rồi giá bánh ngọt sớt rồi. Này phải mướn mấy em nó vô, nhìn nó mới dữ. Ngã lương nó không đủ á. Lương nó cao lắm. Đó này lên 2 kg mấy hả? Dạ. Đâu ở đâu 2 kg mấy? Để em ăn bơm. Dạ. Để bơm 2 rưỡi nha. Đi đủ đủ rồi không? Ừ đi chạy chợ 4. Hai đứa con nít nữa. 2 rưỡi nè. Ừ. Có cần cứng quá không? Sao phải rửa là được rồi nè. Ok. Được rồi. 2 rưỡi hả? Ờ. Nó nè. Ơi. Cái mâm hồi nãy cũng ok hả? Dạ. Rồi, chưa đầy vài phút rồi giờ tháo ra là gắn cái vỏ mới vô rồi. Em tên gì? Tên Duy hả? Đây là mình làm là làm cho hãng hay làm cho chủ nhà ăn phối đây? Làm cho chủ ở đây thôi hả? Làm gì lương được không? Được. Tháng khoảng nhiêu? 60 triệu à. Hả? 60 triệu à. 60 triệu, ờ. Để dành tiền lấy vợ được rồi phải không? Rồi, chưa đầy 1 phút 30 giây. Mới tanh. Sáng lên như mình thấy nó có một cây đinh không? Kiểm tra lại hết, nếu mà giá được giá luôn cha rồi. Rồi, kiểm tra bánh trước luôn. Tiền vậy mà cũng không hết à. Dạ. Tiền vậy không mà nó cũng đâu ra hết đúng không? Phải kẹp cái bánh vô nó còn hơi giống nữa không? Không, cái kẹp bánh vô là cho nó sập ta lông mình dễ cạy. À. Tại vì vậy mình đâu có thể nào kẹp vô được. Ok. Rồi. Nhẹ mà. Nó nhẹ bớt đi không? Chợ nhẹ nhàng quá. Xưa thấy mấy ông đi nãy ngồi tắt mồ hôi. Giờ nãy mấy con nãy hư chứ bộ. Hư cái tà lông luôn. Không có tránh được. Quá mà mình. Giờ phải có mấy con. Rồi nhanh. Rồi xong. Chưa đầy 1 phút. Nghe một cây đinh phải không? Ờ, cái nào đây nè? Ồ, wow, một cây. Nhưng mà hồi sáng cũng thấy nó cũng xì xì cái gì phải không? Thì mấy cái răng. À, thì cây đinh. Mặt ngoài đây vẫn ok ta. Còn được. Ừ, còn được. Nó hơi gân nách xíu này. Thì nếu giá ép ở trong thôi. Đây mấy miếng giá đây. Miếng giá này là của cái gì? À máy đi ra băng luôn. Vulcanization. Wow. Này cái hộp của nó luôn á hả? Không cái hộp luôn. Ok. Ờ, lần đầu tiên mới thấy. Đó rồi có thấy đâu. Đây là cái test. Keo. À sử dụng keo test. Này của Mỹ. Của Mỹ.
giờ tính ra là giá hồi xưa là đồ của Việt Nam chế cắt mấy cái ruột xe ra không? Nó tha keo lên. Rồi xong rồi dùng cái máy ép lửa. Dạ. Xong xong rồi ok. Cái này mà dự án vậy là 1 tiếng 1 là sao? Ok hả? Dạ, cứng rồi nè. À. Đâu cần ép gì không? Dạ. Cứ vậy là xong. Em phải dễ như vậy. Vậy xong là bơm lên là được rồi hả? Rồi với tới công đoạn là gắn vô là thấy xong rồi. Quá nhanh. Ừ, có một cái kênh, không có một cái kênh. Quay xe cổ à, tên nó tên Phan Giáp. Subscribe hả? Em có làm không? Không. Làm đi. Làm đi rồi vô giao luôn hả? Biết làm nói gì rồi. Thì tạo ra một cái địa chỉ Gmail của em, rồi xong em lên YouTube em khai báo á là xong. Khai báo xong rồi được rồi, cái em quay video up đưa lên là xong, giống như Facebook vậy đó. Em làm mấy này nè, em đưa lên anh quay này. Còn khó em nổi rồi nè. Thì nổi chịu thôi, đừng có kiếm tao hơi chửi. Em nhanh luôn. Rồi, hoàn thiện bánh trước bánh sau, thay vỏ bánh sau, giá bánh trước. Ê, cái bánh trước này chừng nào thay được? Chắc chạy hả? Chạy quan trọng bao nhiêu nữa không? Ok. Vậy là khoảng bao nhiêu tiền đó? À, tới rồi. Anh không có đem tiền mặt cho nên phải điện ở nhà lên lấy tiền tới rồi, chứ đâu có đem cái thẻ. Xong rồi. Cái xe này có thấy gì không? Của em á, nguyên cái bộ mâm quá trời, mâm xe hơi. Ủa đây còn có mấy phút à, hay là ngồi đây mình thử sạc cái